Iran sở hữu công nghệ khiến F35 của Mỹ lộ diện. Trước sức ép hàng chục năm do phương Tây hạn chế nhập khẩu vũ khí sau cuộc cách mạng năm 1979, Iran đã phát triển một lĩnh vực quốc phòng mạnh mẽ trong nước, từ hệ thống radar và tên lửa đến vệ tinh và thiết bị điện tử quốc phòng. Các kỹ sư Iran đã tạo ra các công nghệ có khả năng phát hiện dấu vết các phương tiện của đối phương, bao gồm tín hiệu radar của máy bay chiến đấu F35 do Lockheed Martin sản xuất. Chúng tôi có dấu vân tay thiết bị điện tử của kẻ thù. Giống như dấu vân tay là đặc điểm nhận diện độc nhất của mỗi người, chúng tôi đã đạt được công nghệ phát hiện ra chúng. Tướng Amir Astegari, giám đốc công ty điện tử IRAN cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông địa phương. Ví dụ, nếu radar của máy bay chiến đấu F-35 bắt đầu hoạt động và giám sát, nó sẽ phát ra sóng radar khác với sóng radar các mẫu F-35 khác. Chúng tôi có khả năng nhận ra từng loại F-35. Chúng tôi có thể nhận và phân tích các tín hiệu viễn thông, vô tuyến và từ trường, xác định loại máy bay chiến đấu. Tướng Rastegari giải thích. Quan chức này cho biết khả năng theo dõi tất cả các chiều của sóng điện tự do máy bay địch phát ra sẽ giúp Iran lên kế hoạch triển khai các hoạt động phòng thủ một cách phù hợp theo tướng Gary, iran cũng đã đạt được khả năng bắn phá radar và hệ thống liên lạc của máy bay đối đầu bằng sóng vô tuyến để làm gián đoạn hoạt động của chúng đồng thời đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ cách đây một thời gian một máy bay địch đã tiếp cận ranh giới không phận của chúng tôi và bắt đầu phát radar để thu thập thông tin chúng tôi đã gây nhiễu nhưng phi công của đối phương nghĩ rằng hệ thống của anh ta gặp trục trặc và gọi về căn cứ ngày hôm sau thêm hai máy bay địch tiếp cận Lần này chúng tôi đã làm gián đoạn cả hai và ngay khi chúng tôi bắt đầu can thiệp, hai máy bay nhận ra hệ thống mặt đất của chúng tôi đang gây nhiễu. Vì vậy họ thông báo về căn cứ rằng có thiết bị gây nhiễu và họ không thể hoạt động được. Đây là bằng chứng cho thấy chúng tôi có thể làm gián đoạn nếu phát hiện mối đe dọa ở khoảng cách vài trăm km. Ông Rastegari miêu tả kỷ nguyên hiện nay là kỷ nguyên của chiến tranh thế hệ thứ sáu bao gồm chiến tranh kết hợp và định hướng mạng, vũ khí thông minh hệ thống vũ khí không người lái và trí tuệ nhân tạo. Nhà chức trách nhấn mạnh để đi trước kẻ thù một bước, các hệ thống tác chiến điện tử và radar của Iran phải có khả năng nhìn thấy kẻ thù trước khi chúng nhìn thấy Iran. IEI là công ty điện tử trực thuộc nhà nước và là công ty điện tử lớn nhất Iran. Công ty phụ trách phân phối cho Iran một loạt các thiết bị sản xuất trong nước. Từ radar và quan điện đến các hệ thống chiến tranh điện tử và viễn thông được mã hóa, vệ tinh, Sona và các hệ thống chiến tranh dựa trên mạng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.